Chùa chiêm ngưỡng Phật đài, rạt rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dừng sức sống an lành. Tâm thành cho niềm tin. Hôm nay đến chùa cũng kính chào thầy. Lời thầy từ bi con nguyện đến. Dâng công đức cùng dường lên chư Phật mười phương, dệt lời ca ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính bên thầy, lời ca yêu thương muôn loài, dệt lời ca bằng tiếng tờ lòng nhỏ bé, mong sao hợp thành diệu âm dâng lên bằng hai chiều âm cho khắp cõi đời vang tiếng. Người thương nhau sống vui dài lâu, tâm con chí thành kết tố bằng lời, dừng công đức cùng dường và phát nguyện hằng dương. Hôm nay đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài, rạp rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dâng sức sống an lành. Tâm thành cho niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy. Lời thầy từ bi con nguyện bên. Lên chư Phật mười phương, dệt lời ca ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính bên thầy, lời ca yêu thương muôn loài, dệt lời ca bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé, mong sao hợp thành diệu âm dâng lên bằng hai chiều âm cho khắp cõi đời vang tiếng niềm thương nhau sống vui dài lâu, tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dừng công đức cùng dường và phát nguyện hồng dương. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dừng công đức cùng dường và phát nguyện hồng dương.
cúng thượng truyền trên pháp tòa là pháp sư Thích Giác Tạng, trụ trì tỉnh xá Vũ An, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu. Xin cung kính giới thiệu pháp sư. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay lớn dài để chúng mình sư đến với Đức Phật và Phật tử thân mến hiền hòa dễ thương. A Di Đà Phật. Kính thưa sư, chúng con cũng đã nghe qua cho thấy hôm nay mới được thiện kiến tướng hảo và trang nghiêm của sư. Thật là hạnh phúc, chúng con xin được lắng lòng nghe pháp. Chúng con nhất tâm tái thỉnh sư thuyết pháp để cho nhân viên được lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Phật, nhưng tất cả đều nằm ở trong
tín ngưỡng, sùng bái và đức tin không được chân chánh. Chính vì vậy mà chúng ta chưa giác ngộ giáo pháp của Đức Phật. Mẹ chưa giác ngộ giáo pháp của Đức Phật là chúng ta không chấm dứt được phiền não, hay nói khác hơn là không hết khổ. Như vậy thì cái chỗ quan trọng là chúng ta giác ngộ giáo lý của Đức Phật, chứ không phải là ở chỗ mà chúng ta chỉ có biết đi chùa ăn chay niệm Phật. Ăn chay niệm Phật là một cái vấn đề trợ duyên cho sự giác ngộ. Tuy nhiên, học Phật phải đào sâu vào giáo lý thì chúng ta mới thật sự hiểu được cái chân lý và ý chỉ của Đức Phật ra đời để làm gì. Vào đó chúng ta mới có thể giác ngộ và chấm dứt đau khổ. Bởi vì á, giáo lý của Đức Phật có chia ra là nghĩa, lý, ý, thú. Nghĩa tức là cái nghĩa ở trên văn tự, ở trên lời kinh mà Đức Phật đã thuyết để lại cho chúng ta. Trên cái nghĩa đó nó còn có một cái lý sâu xa để cho chúng ta nhận ra Đức Phật muốn nói gì. Và trên cái nghĩa lý sâu xa đó, chúng ta phải thấy được cái ý của Phật. Cũng giống như cái nghĩa lý là cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Mặt trăng mới là cái chỗ cứu cánh, để mục đích để chúng ta về. Nhưng mà chúng ta nhìn vào ngón tay mà không theo ngón tay để nhận ra mặt trăng, chỉ chấp vào ngón tay, do đó không thể thấy được ý của Phật. Vậy thì nghĩa đã hiểu rồi thì phải tư duy để thấy được lý. Lý đó mục đích là để gì? Để chỉ thẳng vào cái tâm của con người, chỉ thẳng vào Phật tánh. Đó là ý của Phật muốn ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên Đức Phật ngày ra đời là để chỉ cái Phật tánh. Cũng giống như ngày mượn văn tự ngôn ngữ để cho chúng ta thấy được giải thoát. Văn tự ngôn ngữ là tướng của giải thoát chứ không phải giải thoát. Nếu chúng ta học Phật mà chấp vào văn tự ngôn ngữ thì đó là chúng ta chấp vào cái tướng chứ không phải chấp vào cái tánh. Mà chấp vào cái tánh á, chấp vào cái tướng á thì không thấy được tánh. Do đó mà chúng ta không thấy được ý của Phật. Và khi đã thấy được ý của Phật rồi thì cái cuối cùng của chúng ta thực hành để đến với cái cứu cánh đó chính là thú. Nghĩa lý thú là bốn cái điều mà người tu hành cần phải nhận xét để rồi chúng ta áp dụng. Như vậy thì bây giờ Đức Phật không phải, giáo lý của Ngài không phải là không có lợi ích, nhưng tùy theo ở chỗ hiểu và thực hành của chúng ta, nhiều hay ít, mà chúng ta có lợi ích hay là không lợi ích. Phật giả là chúng ta vẫn còn y nguyên, tức là tu bao nhiêu năm, đi chùa bao nhiêu năm, nhưng mà khổ cũng vẫn còn y nguyên. Thì cái trường hợp này thì chúng ta thấy cũng có rất nhiều ở Việt Nam. Có nhiều người đi chùa, nhất là quý bà quý cô giác ngộ ở trên cái sự cảm mến một vị thầy, chứ không phải giác ngộ ở trên giáo lý. Mà giác ngộ đến một vị thầy, một vị ni, một vị tăng, là chúng ta chỉ giác ngộ ở trên cái tướng của giải thoát, chứ không phải là giác ngộ ở trên cái tánh của giải thoát. Do đó mà có nhiều khi chúng ta bị thầy quở một câu hay là nhắc một chuyện gì đó là chúng ta sẽ bị phiền não. Rồi từ đó chúng ta sẽ thối chuyển tâm Bồ Đề. Và cái điều thứ hai thiệt thòi của chúng ta nữa là nếu như vị thầy của chúng ta đầu tiên là một thần tượng duy nhất, nhưng mà sau đó không phải là thần tượng duy nhất,
thì chúng ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, là mất đi một cái điểm nương tựa về tinh thần. Từ đó chúng ta không có cái con đường để mà tiến bộ trên cái sự tu học nữa, chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ, hoặc giả là có thể chúng ta bất mãn. Thật sự ra Đức Phật không khuyên chúng ta như vậy, mà Ngài bảo chúng ta phải y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, tức là y vào pháp của Phật, không phải y vào người. Bởi vì người đang học Phật, đang tu Phật thì chắc chắn là còn nhiều thiếu sót. Chúng ta học một vị thầy không đủ, mà tăng là thể của mười phương, quy y một vị thầy cũng là quy y mười phương tăng, pháp của mười phương, Phật của mười phương. Do đó học trăm thầy ngàn thầy không có lỗi, chỉ có học rồi chê thì có lỗi. Ví dụ như bây giờ chúng ta học từ lớp 1 lên đến lớp 12 ha, theo ở Việt Nam, ở đây không biết là lớp mấy, nhưng mà như vậy là chúng ta học cũng cỡ cả chục thầy và cô. Nhưng mà ông thầy lớp 1 thì dạy cho chúng ta AB, hôm nay đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài, rạc rào niềm vui thấy đời đẹp tươi, câu kinh huyền cầu tiếng hát đạo tình, dừng sức sống an lành, tâm thành cho niềm tin. Hôm nay đến chùa cũng kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện đến khi, con xin phát nguyện dốc lòng thành, dừng công đức cùng dường lên chư Phật mười phương, dệt lời ca ca người Phật pháp cao siêu, lời ca lời ca yêu thương muôn loài, dệt lời ca bằng tiếng tờ lòng nhỏ bé, mong sao hợp thành diệu âm, dựng lên bằng hai chiều âm, cho khắp cõi đời vang tiếng nhiều màu. Người người thương nhau sống vui dài lâu, tâm con chí thành kết tố bằng lời, dừng công đức cùng dường và phát nguyện. Chùa chiêm ngưỡng Phật đài, rạc rào niềm vui thấy đời đẹp tươi, câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dừng sức sống an lành, tâm thành cho niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện đến đi, lòng thành dâng công đức cùng dường lên chư Phật mười phương, dệt lời ca ca người Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính bên thầy, lời ca yêu thương muôn loài, dệt lời ca bằng tiếng tờ lòng nhỏ bé, mong sao hợp thành diệu âm, dâng lên bằng hơi chiều âm, cho khắp cõi đời vang tiếng nhiều màu. Người thương nhau sống vui dài lâu, tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dừng công đức cùng dường và phát nguyện hồng dương, tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dừng công đức cùng dường và phát nguyện hồng dương. Amen.
kính thưa quý Phật tử, Phật pháp có cứu khổ chúng sanh hay không cứu khổ chúng sanh là do nơi cái chỗ giác ngộ của chúng ta nhiều hay ít. Bởi vì sao? Vì cũng có rất nhiều người tín tâm với Phật pháp, đi chùa rất nhiều năm, nhưng mà cuối cùng phiền não cũng vẫn còn nhiều. Thậm chí có nhiều khi ăn chay niệm Phật thì cũng có một thời gian khá dài, nhưng cuối cùng rồi có khi cũng vẫn còn khó chịu. Bởi tại lý do gì? Bởi vì chúng ta giác ngộ Phật pháp chưa nhiều. Hoặc giả là mặc dù có đi chùa, có ăn chay, có niệm Phật, nhưng tất cả đều nằm ở trong tín ngưỡng, sùng bái và đức tin không được chân chánh. Chính vì vậy mà chúng ta chưa giác ngộ giáo pháp của Đức Phật. Mẹ chưa giác ngộ giáo pháp của Đức Phật là chúng ta không chấm dứt được phiền não, hay nói khác hơn là không hết khổ. Như vậy thì cái chỗ quan trọng là chúng ta giác ngộ giáo lý của Đức Phật, chứ không phải là ở chỗ mà chúng ta chỉ có biết đi chùa, ăn chay niệm Phật. Ăn chay niệm Phật là một cái vấn đề trợ duyên cho sự giác ngộ. Tuy nhiên, học Phật phải đào sâu vào giáo lý thì chúng ta mới thật sự hiểu được cái chân lý và ý chỉ của Đức Phật ra đời để làm gì. Vào đó chúng ta mới có thể giác ngộ và chấm dứt đau khổ. Bởi vì á, giáo lý của Đức Phật có chia ra là nghĩa, lý, ý, thú. Nghĩa tức là cái nghĩa ở trên văn tự, ở trên lời kinh mà Đức Phật đã thuyết để lại cho chúng ta. Trên cái nghĩa đó nó còn có một cái lý sâu xa để cho chúng ta nhận ra Đức Phật muốn nói gì. Và trên cái nghĩa lý sâu xa đó, chúng ta phải thấy được cái ý của Phật. Cũng giống như cái nghĩa lý là cái ngón tay để chỉ mặt trăng. Mặt trăng mới là cái chỗ cứu cánh, để mục đích để chúng ta về. Nhưng mà chúng ta nhìn vào ngón tay mà không theo ngón tay để nhận ra mặt trăng, chỉ chấp vào ngón tay, do đó không thể thấy được ý của Phật. Vậy thì nghĩa đã hiểu rồi thì phải tư duy để thấy được lý. Lý đó mục đích là để gì? Để chỉ thẳng vào cái tâm của con người, chỉ thẳng vào Phật tánh. Đó là ý của Phật muốn ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên Đức Phật ngày ra đời là để chỉ cái Phật tánh, cũng giống như ngày mượn văn tự ngôn ngữ để cho chúng ta thấy được giải thoát. Văn tự ngôn ngữ là tướng của giải thoát chứ không phải giải thoát. Nếu chúng ta học Phật mà chấp vào văn tự ngôn ngữ thì đó là chúng ta chấp vào cái tướng chứ không phải chấp vào cái tánh. Mà chấp vào cái tánh á, chấp vào cái tướng á thì không thấy được tánh. Do đó mà chúng ta không thấy được ý của Phật. Và khi đã thấy được ý của Phật rồi thì cái cuối cùng của chúng ta thực hành để đến với cái cứu cánh đó chính là thú. Nghĩa lý thú là bốn cái điều mà người tu hành cần phải nhận xét để rồi chúng ta áp dụng. Như vậy thì bây giờ Đức Phật không phải, giáo lý của Ngài không phải là không có lợi ích. Ông thầy lớp 2 là dạy đọc chữ không cần phải đánh vần. Vậy thì khi mà chúng ta học cho tới đại học hay là lớp 12 chẳng hạn thì chúng ta thấy cái vị thầy trình độ lớp 12 là một trời một vực với vị thầy trình độ lớp 1
mà dạy chúng ta A B ban đầu. Lúc bây giờ ta nói ông thầy đó ông chỉ biết có A B, ông không biết phương trình đẳng thức, ông không biết là gì hết. Nhưng mà nếu không có A B làm sao chúng ta hôm nay học được tới lớp 12 vậy, hay là học lên đại học vậy? Nó thành ra học trăm thầy không lỗi, nhưng mà phỉ báng là có lỗi là như vậy. Mà chúng ta học đời mà còn phải trải qua nhiều thầy để chúng ta mới có đạt đến trình độ cao, thì học Phật cũng vậy. Chúng ta cũng phải học nhiều vị chân tu thì chúng ta mới có thể trở thành một cái vị toàn năng toàn giác. Mỗi một vị thầy, mỗi một tăng ni là một thân phần của Đức Phật, là một hóa thân của Đức Phật. Người ta chỉ hướng dẫn cho chúng ta một giới hạn nào đó, gom hết tất cả lại trở thành một thân phận toàn năng toàn giác. Do đó mà chúng ta học Phật là chúng ta phải ý thức cái chỗ này, để rồi sự học của chúng ta không bị trì trệ và có tiến bộ. Thì bây giờ để nói sâu vào cái đề tài này, thì sư nói cái vấn đề là ở trong một phần của giáo lý Đức Phật, thì Đức Phật Ngài, cái giáo pháp của Ngài có đề cập đến cái sự vô thường. Ngài đề cập đến vô thường. Nhưng mà Đức Phật nói vô thường và nói đến cái vấn đề là không có ta và sở hữu của ta, thì mới nghe qua chúng ta cảm nhận đơn giản, tưởng rằng Đức Phật đã chỉ cho chúng ta một cái cảnh tượng bi quan, để rồi chúng ta có một cái quan niệm yếm thế, chán đời, cuộc đời cái gì cũng là giả, cũng là vô thường, cũng là khổ. Do đó mà chúng ta cảm thấy không còn lạc quan, không còn hứng thú để mà sống trong cuộc đời này nữa. Và từ cái cảm nhận đó, chúng ta cho đạo Phật là cái đạo ru ngủ, là cái đạo yếm thế, tức là dạy cho người ta chán đời. Mà dạy cho người ta chán đời thì ai lo xã hội này, ai sẽ làm việc, vân vân, rồi trách nhiệm bổn phận ở đâu? Từ đó người ta buông bỏ hết tất cả, nhưng mà buông bỏ ở trong cái tinh thần là bi quan, trong cái tinh thần là chán nản và không có lối thoát. Thậm chí có nhiều khi chúng ta cảm thấy cuộc đời này nó quá vô thường, nó quá giả tạm, rồi chúng ta không muốn sống nữa. Đó, thì đó là cái chỗ quan điểm mà chúng ta nhận xét về giáo lý Đức Phật một cách cạn cợt. Ở đây là mới có nhận xét trên cái nghĩa, chứ chưa có nhận xét trên cái lý. Hồi nãy nói nghĩa rồi mới tính lý. Vì thì trên cái nghĩa của giáo lý Đức Phật, ví dụ Ngài nói vô thường, cuộc đời này vô thường. Bây giờ chúng ta dùng cái chánh trí, dùng cái chánh kiến để chúng ta nhận xét coi Đức Phật nói như vậy có đúng là sự thật hay không. Thật sự ra cái vô thường này không phải là Đức Phật đặt ra, mà nó có sẵn ở trong thế gian này. Cũng như luật nhân quả là không phải Đức Phật đặt ra, mà luật nhân quả là có sẵn trên thế gian. Ở trong thế gian này nó có sẵn cái nhân quả tự nhiên của nó. Đức Phật chỉ là người phát minh, thấy được, và Đức Phật nói lại chúng ta nghe. Mà Đức Phật thấy được con đường đi của nhân quả, thấy rất là rõ ràng, như thấy chỉ trong bàn tay. Ngài thấy chẳng những vô lượng kiếp về trước và đến vô lượng kiếp về sau, với cái Phật nhãn của Ngài, với cái đạo lực của Ngài, Ngài thấy suốt như vậy. Và Đức Phật đã thấy như vậy là đã nói lại cho chúng ta hiểu, để chúng ta giác ngộ, chứ không phải Đức Phật đặt ra nhân quả. Dầu cho chúng ta không theo đạo Phật thì nhân quả nó cũng vẫn là nhân quả. Dầu cho chúng ta không theo đạo Phật thì vô thường cũng vẫn là vô thường. Ví dụ như Đức Phật Ngài nói sanh già bệnh chết là bốn thời kỳ của một chúng sinh có tình thức, thì rõ ràng là Đức Phật nói cách đây bao nhiêu ngàn năm. Tức là từ Đức Phật đản sinh cho đến bây giờ là 2663 năm 53 năm gì đó.
Thì chúng ta thấy là Đức Phật ngài nói từ đó tới bây giờ thì không có gì thay đổi, coi như lời nói của ngài là chân lý, bởi vì đó là sự thật tuyệt đối. Đức Phật nói chính xác, mà từ đó tới nay con người và tất cả những loài có tỉnh thức đều có sanh già bệnh chết, đều trải qua bốn thời kỳ như vậy. Hay là những cái vật hữu tình, hay là những cái vật mà pháp hữu vi, tức là cái gì có hình tướng, đều có thành trụ hoại và không. Thì cái điều này rõ ràng là hiển nhiên, ai cũng chứng kiến được. Mà sở dĩ nó có thành trụ hoại không là tại vì nó do nhân duyên kết hợp lại, chứ tự nó không có tự tướng riêng, nó không có tự nhiên nó mà thành được, mà nó phải có từ nhiều cái yếu tố, từ nhiều cái duyên nó hợp lại với nhau rồi để trở thành một cái, hình thành một cái sự vật, hay là hình thành một cái con người của mình, hình thành một chúng sinh, từ nhân duyên kết hợp lại. Như vậy thì cái nhân duyên kết hợp lại, nhưng mà nó chỉ kết hợp lại trong một thời gian nào đó nhất định, rồi nó sẽ hư hoại, cũng do nhân duyên, rồi nó sẽ hoại diệt đi. Cho nên gọi là nhân duyên sinh rồi nhân duyên hoại diệt. Và trong cái thời kỳ mà nó trụ lại trong một thời gian nào đó, Đức Phật gọi là giả có. Nếu Đức Phật gọi là giả có, chứ Đức Phật nói nó không cũng không được, nó không thì tại sao nó có? Cho nên ngài tạm gọi cho nó là giả có. Rồi tới ngày khi mà nó hoại diệt rồi, Đức Phật gọi nó là giả không. Cho nên ngài mới nói các pháp vốn là giả, là huyễn, là giả, chứ không phải là thật. Nó cũng có vậy, rồi nó không, rồi nó không, rồi nó có. Cho nên nó tạm gọi là giả. Tạm gọi là giả. Như vậy thì Đức Phật ngài chỉ thấy chúng ta thấy vô thường sanh diệt, mà trong cái vô thường sanh diệt mà tất cả chúng sinh chúng ta đều phải bị chi phối bởi cái luật tự nhiên của vô thường đó, thì chúng ta có đau khổ. Chúng ta có đau khổ. Thật sự ra không có gì để khổ. Vô thường là vô thường, và cái khổ là tại vì cái tâm trí chúng ta chấp vào nó, cho nên chúng ta mới khổ. Chúng ta chấp trước vào sự vật, chúng ta chấp trước vào những cái sở hữu mà chúng ta đang có, vào cái tôi và cái của tôi, cho nên chúng ta đau khổ khi bị vô thường chi phối. Thí dụ bây giờ quý vị ở trong nhà quý vị có một cái vật báo vật, một cái báo vật đó nó quý, quý vị rất là kỹ càng gìn giữ nó. Nhưng một ngày nào đó nó bị mất đi, hay nó bị đổ vỡ, ví dụ như nó là một cái vật thủy tinh, rồi nó bị ai đó làm rơi, rồi nó bị bể đi, vỡ đi, hoặc giả là nó bị trộm mất đi. Thì nó mất đi thì nó mất đi, đâu có dính dáng gì tới mình. Nhưng mà vì nó là cái chỗ sở hữu của chúng ta, chính vì nó là sở hữu của chúng ta, cho nên chúng ta đã quan trọng nó, đặt nặng nó vào lòng của mình. Và khi nó bị vô thường, nó bị mất đi, hoặc là nó bị tan vỡ đi, là chúng ta đau khổ theo cái vật đó. Vì thì cái khổ này là do nó chúng ta bị chấp trước vào sự vật. Rồi bây giờ cái thân của chúng ta, thì chúng ta nghĩ là thân này là tôi, hay là thân này là của tôi. Rồi một ngày nào đó cái thân này nó già nua, nó bệnh tật, rồi chúng ta cũng bị đau khổ với cái già nua và cái bệnh tật đó. Bởi vì nó là tôi, nó là của tôi, do đó chúng ta đau khổ. Thật sự ra cái thân này nó phải bị vô thường. Bởi Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều phải bị già và già đến. Có ai mà muốn già đâu, có ai mà mời cái già đến đâu. Nhưng mà nó đến hồi nào không hay. Tất cả chúng sinh đều phải bị bệnh và bệnh đến, mà có ai mời bệnh đến đâu, có ai muốn cho nó bệnh đâu. Và tất cả chúng ta đều phòng bệnh, đều ngừa bệnh, ha? Nhưng mà bệnh vẫn đến với chúng ta. Và tất cả chúng sinh, Đức Phật nói, đều phải bị chết, và chết đến. Không ai muốn chết, chết cũng vẫn đến. Tất cả chúng sinh đều phải bị tiêu diệt và hoại diệt. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về cái vô thường, ngài khẳng định rất là mạnh và chính xác. Nói về cái chỗ này thì có một cái vị tu chứng năm pháp thần thông, tức là ngoại đạo, hồi thời Đức Phật còn tại thế, thì cái vị đó đến
đến gặp Đức Phật và ông mới nói rằng ông chứng được ngũ thông, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông. Còn cái lậu tận thông chưa chứng, lậu thông là chỉ có giáo lý của Đức Phật mới tu tập mới chứng được cái lậu tận thông, tức là A-la-hán. Còn tiên tu ngoại đạo á, đều chứng được ngũ thông mà còn cái lậu tận thông chưa chứng, tức là phiền não chưa đoạn. Còn năm cái thông kia là do tu tập mà thành. Trên ngoại đạo là thuộc về y thông. Y thông tức là y theo một cái pháp nào đó tu tập mà chứng quả, gọi là y thông, chứ chưa nói là chính nghĩa của nó là thần thông cũng chưa phải nữa, mà y thông. Còn tất cả những cái chúng sinh á, là bị mà được những cái đặc biệt đó đó thì gọi là nghiệp thông. Chẳng hạn như con vịt hay con chim nó bay trên trời được, thì cái bay này không phải do nó tu mà nó thành được nó bay, mà đó là cái nghiệp của nó bay trên trời được. Nghiệp làm chim thì nó được bay, hay là con cá nó lặn dưới nước được mà nó không ngọt, thì là cái nghiệp của nó ở dưới nước cho nên nó không có bị khó chịu, nó đi nó lội dưới nước được thì gọi là nghiệp thông. Còn cái thân trung ấm của chúng ta cũng có năm thông này, cũng là nghiệp thông. Còn ngoại đạo tu tập chứng gọi là y thông. Còn Phật á, dạy cho chúng ta tu tập mà thành tựu rồi gọi là chứng được thần thông. Thì cái này gọi là chứng lục thông, là A-la-hán. Thì ngoại đạo chứng ngũ thông mới đến gặp Đức Phật. Ông mới nói á, tôi có ngũ thông. Khi mà tử thần đến á, ở phương Bắc đến tôi đi về phương Nam, ở phương Đông đến tôi đi về phương Tây. Như vậy thì tử thần làm sao có thể bắt tôi được? Đức Phật nói một khi tử thần đến rồi á, thì dầu có xuống biển hay lên núi hay là ở trên trời gì cũng bị tử thần hết. Thì bốn cái ông ngoại đạo này, ổng mới thử coi cái ổng nói coi có được hay không. Ổng mới dùng thần thông của ổng, một người á thì bay lên trên trời gặp một cái đám mây thật là lớn, chui vào núp ở trong đó. Cũng giống như mình đi phi cơ mà mình thấy mây cuộn cuộn trên trời, mình chui vô đó mình ở, thì tử thần đâu biết nữa đâu. Rồi một cái ông nữa đó, ông dùng thần thông chui xuống dưới biển, ông ở lơ lửng ở trong cái nước biển đó, không tới đáy mà không nổi lên, thì tử thần biết được đâu kiếp. Rồi một ông nữa đó, ông mới chui vô chợ thành phố Sydney này nè, ông trốn trong nữa. Rồi một ông nữa đó, ông chui vô núi kiếm cái hang núp ở trong. 7 ngày sau tự nhiên dưới mặt biển nổi lên cái thầy mà, ở trên trời rớt xuống cái thầy mà. Rồi ở giữa chợ tự nhiên có người lăn ra chết. Rồi ở trong núi á, nằm trong cái lùn. Cho nên Đức Phật nói là khi vô thường đến, khi tử thần đến, dù chúng ta có thần thông cũng không tránh được, cũng không chạy thoát được. Như vậy thì chúng ta đã biết được vô thường nó đến như vậy. Trên cái thân này người ta có ngũ thông, còn chưa có làm gì được vô thường, thì bây giờ chúng ta không có cái gì hết. Chúng ta không có cái gì hết mà chúng ta làm sao để chống lại với vô thường? Cho nên chúng ta phải biết là chắc chắn chúng ta phải bị sanh già bệnh chết. Hãy chúng ta có sinh ra là chúng ta phải có già, có bệnh hoặc có chết. Cái điều này là điều chắc chắn. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, tức là đất nước lửa gió cấu tạo thành thân của chúng ta, rồi ngày nào đó nó cũng phải trở về đất nước lửa gió. Chết thật là chắc chắn. Sống bền, thác bền, sống không bền. Thác là bền hơn sống. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy. Như vậy thì bây giờ chúng ta biết được cái cuộc đời nó như vậy, nó vô thường như vậy, thì bây giờ chúng ta làm sao? Làm sao để cho chúng ta đừng đau khổ khi có vô thường đó? Đó, đây là cái vấn đề then chốt mà chúng ta giác ngộ giáo lý của Đức Phật. Ở trong Chứng Lão Tăng Kệ có đọc cái bài kệ như thế này. Có một cái bài kệ là cái vị này đã tu chứng A-la-hán rồi, ngài đã giác ngộ được cuộc đời là vô thường, và ngài đã vượt ra được cái vô thường đó bằng một bài kệ như thế này. Ngài nói là
đời người sánh nào hơn ngàn lao yếu. Quyền sát sinh đâu phải ở nơi mình, trước vũ trụ mênh mông đành phận chịu, thêm nỗi già dài xéo tấm thân sinh. Cơn bệnh hoạn tuổi cho đời cô tịch, nào thân bằng quyến thuộc ở đâu đâu. Chẳng gì khổ sớt chia người nhiều ít, mà bạc tiền không chuộc nỗi đau sầu. Rồi già chết số lần thân ngũ quẩn, cõi trần hoàng ai dễ đỡ nâng ai. Chỉ duyên lành nghiệp giữ tay hậu thuẫn, vẫn cùng ta chung thủy chớ hề xa. Tiên đạo tưởng đường đời đầy mộng thấm, nay giật mình quyến liếng ướm rã tan. Chi mà phải bận lòng trong lạnh ấm, phải chăng đây đà tỉnh giấc mộng tàn. Đời hay mộng mộng đời ta thấy rõ, ráng thực hành lánh nghiệp tạo nên duyên. Đặng nương cậy phước lành giàu to nhỏ, mà sanh qua Phật quả sớm viên thành. Thì chúng ta thấy là khi mà nhận thức được cái cuộc đời là vô thường, thì các ngài mới thấy cái thân con người cũng giống như là cây lao, cây sậy yếu ớt đứng ở trước giông bão, chứ đâu có cái mạnh mẽ gì đâu. Người ta là đề cao con người là vĩ đại, là chinh phục được thiên nhiên này kia vân vân, nhưng thật sự ra chúng ta rất là nhỏ bé. Cái quyền sát sanh, tức là cái quyền sống và chết, không do chúng ta định đoạt. Có ai mà định đoạt được cái quyền sống và chết cho con người của mình đâu. Bây giờ nói á, một kỹ sư, một bác học tạo ra được một cái món đồ, một cái sản phẩm, một cái máy móc gì đó, cái vị kỹ sư đó đó có thể dán con tem bảo hành lên cái máy móc đó, lên cái sản phẩm của mình làm ra đó, là 3 năm, 1 năm, 6 tháng, 3 tháng, vân vân, là vị kỹ sư đó dám dán con tem bảo hành lên cái sản phẩm mà mình làm ra, mình sản xuất ra. Nhưng đối với con người của chúng ta, cha mẹ sinh ra một đứa con không có dám dán con tên bảo hành lên cái đứa bé đó là bảo đảm được mấy ngày cũng không dám. Thậm chí bác sĩ cũng không dám dán con tên bảo hành lên cái đứa bé vừa chào đời, là bảo đảm đứa bé này sống được mấy năm, một ngày cũng không dám bảo đảm luôn. Thì quý vị thấy rõ ràng là đồ vật còn dám bảo đảm được thời hạn là bao lâu rồi nó sẽ hoại, nhưng mà con người không dám bảo đảm. Chúng ta không có quyền sống và chết. Quyền sống và chết này là không phải là của mình, mà là của nghiệp, chứ đâu phải của mình đâu. Quý vị thấy không? Những cái thiên tai động đất hay này kia vân vân xảy ra một cách là bất ngờ, thì con người ra đi cách bất ngờ. Mặc dù cái ông đó đó, trước kia ông đã gặp một thầy toán số nói rằng ông sống tới 90 tuổi, nhưng mà không ngờ động đất một cái ngay cái chỗ của ông ở, ông ra đi. Ông nói trời ơi, tôi tới 90 lần mà sao mà đi sớm vậy. Thì quý vị thấy rõ ràng không? Cái quyền sống và chết không ở nơi mình, trước vũ trụ mênh mông đành phận chịu, thêm nỗi già dài xéo tấm thân sinh. Cái già mà đến với chúng ta cũng là để mà quý hoại cái tuổi xuân của mình, để làm cho chúng ta lần lần đi đến cái hoại diệt. Cũng như đồ vật thì mình xài lâu nó cũ, còn con người của mình dùng cái từ là già. Rồi cơn bệnh hoạn tuổi cho đời cô tịch, cái con người của mình á, chúng ta rất là sợ cô đơn, rất là sợ vắng vẻ, nhưng mà thật sự ra chúng ta đang sống trong cô đơn từng giờ từng phút. Đang sống trong cô đơn, đang sống ở trong cái sự vắng vẻ. Quý vị có thấy mình cô đơn chưa? Hay là bên cạnh mình còn có chồng, có vợ, có con, có cháu. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống như vậy là đoàn viên, là hạnh phúc, là đầm ấm, chúng ta không cô đơn. Nhưng mà thật sự ra chúng ta đang sống trong cô đơn, đang sống trong sự vắng vẻ, sự lạnh lẽo. Bởi vì sao? Khi chúng ta bệnh thì chúng ta mới thấy thật sự là mình cô đơn. Cơn bệnh hoạn tuổi cho đời cô tịch. Thí dụ như bây giờ chúng ta có một cơn bệnh gì đó nan y, đau đớn hành hạ trên cái thân xác này, có đứa con nào, có người chồng nào, có người vợ nào có thể chia sẻ cái sự đau đớn này với mình không? Đâu có chia sẻ đâu. Mà nhất là người phụ nữ á,
cảm nhận cái sự cô đơn này nhiều lắm. Bởi vì có câu nói là sao? Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Có ông chồng đứng kế bên đó mà cũng vẫn thấy cô đơn, có một mình chịu thôi. Có đúng vậy không? À, như vậy thì rõ ràng là trong giờ phút nào chúng ta cũng đang sống trong cái sự quạnh quẻ, không ai chia sẻ với mình. Cho nên gọi là cái câu nói là người xưa người ta gọi là đồng sàng dị mộng, tức là ngủ chung một giường, năm bảy người ngủ chung một giường, chung một mùng luôn, nhưng mà tảng sáng ngồi dậy kể mỗi người có một cái chim bao riêng, không ai giống ai hết. Rõ ràng là khác mộng, mà khác mộng ở đây có nghĩa là đã đi khác đường rồi. Thì trong cái giấc chim bao chúng ta rõ ràng là chúng ta chỉ có một mình, không có người đồng hành thứ hai ở bên cạnh. Dầu người đó nằm kế bên mình, có khi là hai cái tay nắm với nhau, nhưng mà vẫn cô đơn như thường, không ai tiếp mình trong giờ phút đó hết. Nếu mình gặp ác mộng cũng không thấy cái người đang ngủ kế bên mình mà tiếp mình đó. Thì rõ ràng là ngày nào giờ nào phút nào mình cũng đang sống trong cô đơn, trong quạnh quẻ, mà chúng ta đâu có hay. Quý vị đâu có hay là mình cô đơn, nhưng mà khi ở trong cái cuộc sống của mình bị cô đơn một chút là mình buồn rồi, mình sợ lắm. Nhưng mà thật sự mình đang sống ở trong cái sự cô đơn mà mình không hay, mình không cảm nhận được. Cho nên chính vì cái chỗ này nè mà Kinh Địa Tạng nói như thế nào. Kinh Địa Tạng nói rằng khi chúng ta có chết chung một ngày, chung một giờ, nhưng mà khi chết chung, dầu là thân bằng huyết thuộc, là dầu là cha con, cũng không gặp nhau. Mà nếu có gặp nhau cũng không ai bằng lòng để chịu thay thế những cái khổ cực cho nhau. Bởi vì cái này là sao? Cái này là nghiệp, nghiệp ở trong tâm mình nó sinh ra. Mà nghiệp của ai thì người đó nó chịu. Cái nỗi khổ trong lòng của mình như thế nào thì tự mình chịu, chứ không đem cái này mà chia sẻ cho người khác được. Cho nên vào địa ngục thì cái khổ của ai thì nấy biết, chứ cũng không thể đem cái khổ này gánh vác cho cái khổ kia được. Thậm chí như mẹ con là một kiền liên mà xuống thế cho và thanh đề cũng không làm gì được, không thế được. Bởi vì cái nghiệp của ai thì nó chịu, mà nghiệp ở trong tâm của mình. Cho nên cái chỗ này trong kinh Đức Phật có nói cái đoạn này là đời người như lá úa, diêm chúa trực chờ ta, đường dài không quán trọ, mà trên bước độc hành chẳng có tư lương. Tức là đời con người như chiếc lá héo trên cây, lúc nào nó cũng sẵn sàng để chờ rụng xuống, tức là lúc nào diêm chúa cũng chờ mình hết. Mà khi cái lá nó héo, nó rụng rồi, tức là cái thân này một ngày nào đó vô thường nó đến bất ngờ rồi, thì chúng ta đi trên một cái đoạn đường dài mà không có quán trọ, tức là không có nơi nghỉ ngơi, không có chỗ nghỉ, mà chúng ta đi chỉ một mình là độc hành, tức là đi một mình mà không có tư lương, là nếu chúng ta không biết tu, không có tạo phước gì là không có cái gì để đem theo. Chỉ có cái nghiệp lành, nghiệp dữ đem theo. Mà bây giờ chúng ta không có tạo nghiệp lành thì đem theo cái nghiệp dữ là không có tư lương, tức là không có hành trang, không có tiền bạc gì hết, thì làm sao có thể mà hết khổ được. Nói như vậy thì chúng ta giác ngộ được cái luật vô thường, để chúng ta thấy được cuộc đời của chúng ta nó như vậy đó. Thì thêm nỗi già dài theo dài xéo tấm thân sinh, cơn bệnh hoạn tuổi cho đời cô tịch, nào thân bằng nguyên thuộc ở đâu đâu, chẳng gì khổ sớt chia người nhiều ít, mà bạc tiền không chuộc nỗi đau sầu. Tức là cái khổ, cái sầu ở trong con người của chúng ta, cái già cái bệnh, không có bạc tiền, không có quyến thuộc có thể chia sẻ với mình, dầu chúng ta có rất nhiều. Có nhiều người sống cuộc đời này, họ nghĩ rằng tất cả những cái gì mà chúng ta có là một sự bảo hộ, nhưng mà thật sự ra nó không có bảo hộ chúng ta một cách là đầy đủ và chắc chắn. Ví dụ như về chức quyền chúng ta có, nó cũng không phải là cái để bảo hộ. Nghề nghiệp chúng ta có, chẳng hạn như vậy, mình là bác sĩ, nhưng mà chúng ta có bác sĩ cũng vẫn có bệnh như thường, mà cái khi mà bác sĩ mà bị bệnh rồi thì cái bác sĩ đó cũng không bảo hộ để cho bản thân của mình để mà đối trị lại căn bệnh. Có nhiều người bác sĩ cũng phải nhờ bác sĩ khác trị bệnh, nhưng mà rồi cũng chết. Đó. Rồi tiền của cũng không phải là cứu cánh để mà giúp cho chúng ta trị lành được những căn bệnh nan y. Đó, như vậy thì chúng ta tới đây thì chúng ta mới thấy là tất cả đều là vô nghĩa. Mà bạc tiền không chuộc nỗi đau sầu, rồi già chết số lần thân ngũ quẩn, chắc chắn chúng ta phải già và chết. Cõi trần hoàng ai dễ đỡ nâng ai.
Cuộc đời này không ai nâng đỡ ai được, chỉ có duyên lành và nghiệp dữ mới là hậu thuẫn của chúng ta, vẫn cùng ta chung thủy chứ hề sai. Điên đảo tưởng đường đời đầy mộng thắm, nào giờ chúng ta điên đảo, chúng ta tưởng lầm là đường đời là có rất nhiều cái mộng đẹp, có rất nhiều sự êm thấm, có rất nhiều cái sự để mà chúng ta che chở bảo hộ chúng ta. Nay giật mình quyến liếng ướm rã tan, nay chúng ta giật mình tỉnh giấc thì tất cả đều không có gì hết, đều là vô nghĩa. Tới đây thì chúng ta mới thật sự là tỉnh giấc mộng màng. Đời hay mộng, mộng đời ta thấy rõ, ráng thực hành lãnh nghiệp tạo nên duyên, đặng nương cậy phước lành giàu to nhỏ mà làm cho đạo quả chóng biến thành. Như vậy thì chúng ta ý thức được cái điều vô thường này, giác ngộ này, bắt đầu chúng ta mới lo tu. Thì trên cái quan điểm giác ngộ là chúng ta có giác ngộ giáo lý của Đức Phật một cách sâu sắc rồi, chúng ta hiểu được nghĩa và lý đó rồi, thì chúng ta mới thấy ý của Phật sở dĩ ra đời để chỉ chúng ta cái gì, là chỉ chúng ta nhận thức được sự thật của các pháp. Và chúng ta nhận thức được sự thật của các pháp rồi thì chúng ta mới bắt đầu giác ngộ và thực hành theo giáo pháp của Ngài. Đó thì ở đây để nói lại cái vấn đề mà thêm một cái bài, một cái câu chuyện ngắn để cho quý Phật tử thấy là cái không có cái ta và cái của ta, để chúng ta nhận rõ hơn về cái lẽ vô thường. Thì có một cái ông này, ông trưởng giả, tức là ông rất là giàu có. Bà vợ của ông á, muốn cho ông được nghe giáo pháp của Đức Phật, mới khuyên ông nên đi chùa. Cái bữa đó ông đi chùa, cái lúc đó Đức Phật mới quán xét tâm niệm của đại chúng á, thấy cái ông này là ông chưa có hiểu gì giáo pháp của Đức Phật, cho nên Đức Phật mới liền thuyết một bài pháp nói về vô thường. Trong cái bài pháp đó thì Đức Phật nhấn mạnh cái không có cái ta và không có cái của ta. Ông mới nghe tới đây rồi cái ông bất mãn, ông đi về. Về ông nói vợ ông, bữa nay bà kêu tôi đi chùa không có lợi ích. Nói sao vậy? Nói trời ơi, ông Phật ông nói cái gì mà không có cái ta mà cái của ta, tôi nghe là tôi không có chấp nhận rồi. Hỏi Đức Phật nói vậy thì ông không chấp nhận thì sao? Nói bây giờ nói không có cái ta mà tôi rõ ràng nè, tôi sợ sợ nè, mà không có ta là không sao. Rồi không có cái của ta mà tôi thấy á, bà cũng của tôi nè, nhà cửa cũng của tôi nè, con cái cũng của tôi nè, xe hơi cũng của tôi nè, đất vườn này kia cũng của tôi nè. Như vậy nói không có của tôi là sao? Phật nói là vô lý. Ông nói vậy xong cái ông đi ra ngoài, không biết sao ông sợ chợt té cái lên cái bị lên tăng sông á, cái té cái liệt khiên vô. Lúc đó ông mệt quá cái ông mới nói, lúc đó ông mệt quá, ông hoảng sợ rồi, ông nói bà ơi bà lại đây, cái bà chạy riết lại cái gì đó, ông bà thở tiếp tôi mệt quá rồi, thở hết nổi rồi bà, ông biểu tôi làm gì tôi làm được chứ thở tiếp ông sao tôi thở được, thôi ông gán thở đi chứ tôi thở không được. Nó bà vô dụng, bà kêu mấy đứa con tôi lại đây, cái mấy đứa bu lại, ba kêu con gì ba, con ơi con thở tiếp ba mệt quá rồi. Cái lúc đó mấy đứa con nó mới trả lời, hồi nãy ba kêu má là không được, con sao con làm được. Tụi bay cũng vô dụng nữa, tụi bay đem tiền của tao lại đây cho tao, cái nó hốt rồi để cho một đống đó, kêu vàng bạc của cải ơi thở tiếp ta, nó cũng không thở luôn. Thì lúc này ông mới thấy rõ ràng là không có cái tôi và cũng không có của tôi. Cái tôi tới giờ này thì không ra lệnh cho nó được nữa, mà nó phải theo lực vô thường nó ra đi. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái thân này nó rõ ràng là nó phản bội chúng ta rồi, nó không có theo mình. Chúng ta lo cho nó đủ thứ hết, nhưng mà nó muốn gì là nó muốn, chúng ta không làm chủ được nó. Do đó mà tới đây thì chúng ta mới cảm nhận được giáo lý của Đức Phật rõ ràng là vô thường. Mà nó là vô thường rồi thì chúng ta phải như thế nào? Cho nên trên cái tinh thần mà chúng ta hiểu được giáo lý của Đức Phật là vô thường thì chúng ta phải vượt qua cái vô thường, tức là không để cho
bị lệ thuộc vào vô thường. Mà không lệ thuộc vào vô thường ở đây chính là cái chỗ chúng ta không bị duyên theo, duyên theo căn và trần. Tức là căn là cái thân này có 6 căn, trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, là 6 trần, là tất cả ngoại cảnh. Vậy thì căn và trần là vô thường, là những cái có hình tướng thì tất có hoại diệt. Nhưng tâm chúng ta không bị duyên tác vào căn và trần, tức là không duyên tác, không chấp vào thân này, không chấp vào ngoại cảnh, thì chúng ta không bị sanh diệt, tức là không bị chi phối. Hãy cái thân này nó bị vô thường chi phối, nó già, nó bệnh, nó đau thì kệ nó. Cái hoàn cảnh này nó thay đổi, nó thăng, nó trầm, nó suy, nó thịnh, kệ nó. Chúng ta là chúng ta, có mất gì mình đâu. Cho nên nói là ngài thiền sư Vạn Hạnh đó là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xung binh thu hữu khô. Mộc nhậm vận thạnh si vô bố quý, thạnh si như lộ thảo đầu khô. Tức là cái thân này cũng giống như là điện chớp, cũng như như là bào ảnh, có rồi không. Rồi cái hoàn cảnh, cỏ cây, là tất cả những cái hoàn cảnh hiện vật ở trên cuộc đời này thì cũng có thạnh rồi có si, cũng giống như mùa xuân thì nó sung, mà mùa đông thì nó tàn. Mặc kệ sự thạnh si đó, mặc kệ cho cái thân giả tạm này, có gì mà chúng ta phải sợ hãi. Thạnh si cũng giống như là hạt sương trên đầu cỏ, thạnh si như lộ thảo đầu phố, thạnh si cũng giống như là hạt sương phơi trên đầu ngọn cỏ. Hễ giác sáng sớm thì nó còn, mà trưa lên mặt trời mọc thì nó tan mất. Chúng ta nhận ra được sự vô thường, được sự giả tạm, được sự là chống còn tối mất của nó, để chúng ta không bị duyên theo nó. Kệ nó, có gì phải sợ hãi, có gì phải khổ, đâu có gì phải khổ. Phật tử nãy thuộc cái bài kệ này là Phật tử có tu rồi đó, có giác ngộ rồi đó, phải không? Đó, cho nên ở đây là chúng ta thấy là chúng ta hiểu được cái này là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ được điều này thì chúng ta phải sống sao? Tức là phải sống không bị vô thường. Chư hành vô thường, chư pháp sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Tất cả các hành vô thường, các pháp đều sanh diệt. Các hành ở đây là sự vận hành của vạn vật đều bị vô thường, lúc có lúc không, thành trụ hoại không, vân vân. Các pháp là tất cả những gì hiện hữu gọi là pháp đều là sanh diệt, dầu là pháp có pháp không cũng là sanh diệt. Mà bây giờ cái sanh diệt đó mà chúng ta không bị sanh diệt là sanh diệt diệt rồi. Trong lòng chúng ta không bị sanh diệt là tịch diệt là vui. Ở đây là chúng ta sống với cái tâm vắng lặng với chính mình, đó là cảnh giới tịch diệt của chân tâm, đó mới là sự an vui rốt ráo cứu cánh, phải không? Cho nên chính vì cái chỗ này là để kể một cái bài, một câu chuyện cho quý Phật tử nghe là cái người mà biết sống với vô thường. Tức là có hai vợ chồng nọ, có một đứa con trai duy nhất, cho nên họ thương đứa con của mình không có gì để nói hết, thương lắm. Một hôm người chồng dẫn đứa con trai ra đồng cuốc đất, cuốc cỏ để mà chuẩn bị cho cái mùa xạ lúa. Thì hai cha con mới cuốc cái đám cỏ đó, thì không may trong cái đám cỏ đó có một con rắn độc, nó mới cắn chết đứa con trai đi. Thì con rắn này nó độc đến nỗi là nó cắn xong là không có cứu kịp, đứa con trai đó phải bị tắc thở liền tại chỗ. Người cha mới ẵm đứa con trai của mình để lên bờ mẫu. Ông ấy suy nghĩ là còn một chút cỏ thì trở lại cuốc cho xong rồi hãy về luôn. Gần bên cái đám ruộng đó thì có một người nông dân cũng ra cuốc cỏ để chuẩn bị cái mùa gieo. Thì cái nông dân này anh mới chứng kiến cái cảnh mà hai cha con này cuốc đất rồi bị con rắn cắn chết cái thằng con trai. Nhưng mà ông nhìn thấy cái người cha không có gì nao núng, không có gì giống như là lo lắng hết, không có tỏ ra một cái sự gì buồn bã hết, mà còn quay trở lại cuốc đất tiếp nữa. Thay vì bây giờ mình có một cái chuyện bất ngờ xảy ra như vậy á, thì mình quảng lên rồi mình bỏ cuốc, mình ôm con mình chạy đi cầu cứu rồi đó vân vân, viết về nhà chẳng hạn. Nhưng mà lần này không, ông ta vẫn bình tĩnh rồi trở lại cuốc cho rồi đám cỏ. Còn đứa con chết kệ nó, để đó,
chuyện này mới là lạ. Cho nên cái người nông dân ở gần bên á muốn mở miệng lắm, nhưng mà nghĩ rằng chuyện nhà ai nấy biết, bây giờ mình nói ra nó không đúng, chuyện của người ta mình nói gì ta sao kể người ta. Nhưng mà ổng cũng muốn tham gia một chút để giúp đỡ cho cái gia đình của ông đó. Ông mới nói vậy, ông nói anh ơi, tôi chuẩn bị về, anh có nhắn gì với chị không, tức là trên đường về đi ngang nhà cái ông kia, anh có nhắn gì với chị không tôi nói giùm cho. Thì cái ông mà bị đứa con bị rắn cắn đó, ông ấy à thôi nếu sẵn anh đi về ngang nhà tôi, anh nói giùm với vợ tôi bữa nay nấu bớt ra phần ăn, con chết không có gì lo, không có gì buồn, mà còn tính cái chuyện ăn nữa, bớt ra được phần ăn, chết một con đỡ lon gạo mà. Ông này ổng nghe ổng cũng thấy khó chịu trong lòng, con ổng chết mà ổng cũng không có nao núng gì, mà ổng còn dặn mình nói lại với vợ ổng là nấu cơm bớt ra phần ăn, thay vì nấu ba người ăn bây giờ bớt ra hai người, bớt ra người còn hai người thôi. Ổng nói à thôi vậy để tôi nói giùm cho. Thì khi mà ổng về tới ngang cái nhà của cái người kia, ổng mới nói chị ơi, anh nhắn tôi về nói lại với chị là nấu cơm bớt ra phần ăn. Bà mới ngạc nhiên mà nói ủa sao vậy chú, nói bị con của chị rắn cắn chết rồi. Bà nói vậy hả chú, trời ơi rắn cắn nó chết ha. Bà cũng không buồn. Có ai vậy không, có gì. Rồi ông này càng ngạc nhiên nữa, hai vợ chồng sẽ giống nhau quá, hèn chi hợp ở chung nhau được. Cái ông ấy đi về, về thì cũng nói cho lối xóm hay là nhà đó có đứa con bị rắn cắn chết, người ta mới lại đi chia buồn. Thì ông này cũng đem đứa con về, rồi cái cũng lo liệm rồi chôn cất đàng hoàng, tử tế vậy thôi, xong rồi cũng thấy gì, cũng thấy buồn, không thấy kể, cũng không thấy khóc, cũng không thấy tiếc thương gì. Ở sớm người ta mới thấy như vậy, người ta rất là thắc mắc, người ta mới đến, người ta chia buồn đó, thì ta mới đặt cái vấn đề với hai vợ chồng. Ta nói tôi á, cả sớm ở đây á, ai cũng thắc mắc gia đình của anh hết, là tôi thấy á, vợ chồng của anh là cái người rất là hiểu giáo lý của Đức Phật, là người Phật tử, có tu theo Phật, nhưng mà tôi không hiểu sao, không biết Phật pháp dạy cách sao mà tôi thấy vợ chồng anh không có chút tình cảm nào hết trơn. Không lẽ là Đức Phật nói là con người chúng ta sống khô khan như cây như đá vậy? Tôi thấy là con anh chết mà hai vợ chồng anh đó là đúng ra có một đứa con là duy nhất, mà đứa con trai duy nhất coi như là con một á, thì thương dữ lắm chứ. Con anh chết như vậy là một cách đột ngột, bất đắc kỳ tử như vậy, đáng lẽ ra là hai vợ chồng anh phải buồn lắm chứ. Mà tôi thấy tự nhiên, không có gì mà gọi là lo lắng hay là nao núng hết. Tại sao vậy? Anh học Phật như thế nào, giác ngộ giáo lý của Đức Phật như thế nào mà anh sống cách này ngộ vậy? Thì người chồng mới từ từ trả lời, đúng là vợ chồng chúng tôi là cái người đã học Phật, đã giác ngộ giáo lý của Đức Phật, cho nên á, chúng tôi biết cuộc đời này vô thường, biết cái thân này là giả tạm, sống nay chết mai, đời người chỉ trong cái hơi thở, mạng sống như trong hơi thở, không có lâu dài, không có bảo đảm, không có chắc chắn. Dép với giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau. Tức là chúng ta chỉ sống được bữa nay thì biết bữa nay, với ngày mai không biết ra sao. Cái hơi thở này thở ra rồi không biết có trở lại không, nếu nó không trở lại thì chúng ta đã sang qua đời khác. Như vậy thì cái thân nó giả tạm và nó mỏng manh, nó ngắn ngủi như vậy,
Cho nên chúng tôi đã tận dụng những cái giờ phút mà chúng tôi còn có mặt trên trần gian này. Những cái giờ phút đó là những cái giờ phút rất là quý báu đối với gia đình chúng tôi. Chúng ta sống một cách rất là nhiệt tình, rất là chân thành, đối xử với nhau rất là tốt đẹp. Để khi mà vô thường đến thì chúng tôi không có gì để ân hận, không có gì phải thương, phải tiếc nữa. Bởi vì chúng tôi đã đối xử với nhau bằng hết cả một tấm lòng. Chứ không phải là còn sống ở đây thì gian dối, lọc lừa đủ thứ chuyện hết, để rồi chết cái mình khóc, mình tiếc. Mình khóc nhiều chừng nào là mình lúc trước tại vì mình có lỗi nhiều chừng đấy. Cũng như là có nhiều người cha mẹ chết về khóc quá trời. Nói sao vậy? Hồi đó đó, ba nói cái gì cũng cãi, má nói cái gì thì cũng mắng lại. Có nghe đâu, có hiếu thảo đâu. Bà đòi ăn cái gì cũng không cho, tới bây giờ mua để nhóc nhà hết trơn là cúng. Thì chúng ta thấy những người đó là họ đã ân hận gì trước kia, lúc sanh tiền họ chưa làm được, họ chưa tròn cái trách nhiệm, chưa tròn cái bổn phận. Thành ra chính vì vậy mà bây giờ họ khổ, khi vô thường đến họ đau khổ. Họ thương tiếc, họ khóc than, họ kể lể, đủ thứ chuyện hết. Phải không? Đó. Cho nên nó có một lần á, cái sư đi đám tang, có chứng kiến cái cảnh này, chứng kiến cái cảnh này, cái bà đó chồng bà chết, chết hơi sớm, tức là chết còn trẻ, thì bà cũng còn trẻ, cái mà bà trẻ mà bây giờ ông chết sớm rồi làm sao? Cho nên á, tới khuya lại, bây giờ mình tụng một thời kinh đầu hôm rồi. Mà nhà hơi xa thôi, gán ở lại tụng thêm thời kinh khuya chút, cả 10 giờ đêm mình mới tụng thời kinh nữa rồi mình về luôn, khỏi mất công trở lại. Cái tụng thời kinh khuya thì lúc đó vắng vẻ rồi, chỉ còn mình anh bả khách khứa ra vẻ hết rồi. Bả ngồi ôm cái đầu hòm, cái chân giường, chân hòm đó, bả khóc. Bả khóc, bả nói nhỏ, cái mình tụng xong rồi mình ngồi mình nghỉ mệt, mình lắng tai nghe coi bả khóc bả nói gì. Tôi nói ông ơi, ông chết chi sớm quá vậy, ông để lại tôi 5 đứa con tôi nuôi sao nổi, chắc tôi tái giá quá. Bà nói có lý chứ, cuộc đời là như vậy đó. Chúng ta thương nhau lợi dụng với ra cho nhau, chứ mình đâu có phải ấy đâu, mình nhờ cậy không à. Người này nhờ cậy người kia nhờ cậy người nọ, chứ không phải là mình thương thiệt đâu, thương giả giả vậy đó. Cho nên á, nhờ cậy không được, nhờ cậy người khác. Phải gì không? Thành ra đó, Đức Phật nói á, chúng ta thương mình chứ không phải là chúng ta thương người. Chúng ta ái cái tự ngã của mình. Vì sao? Vì người khác là phục vụ cho mình, cho nên mình mới thương người. Thật sự ra là mình thương mình. Ai cũng muốn người khác thương mình hết trơn. Và chính mình thương mình là nhiều hơn hết. Mình thương mình mới là sự thật. Còn mình thương người không phải là thật, mà là giả. Đó, chính vì vậy mà chúng ta thấy cuộc đời này sống á, sống không có thật. Vợ chồng sống nhau không thật à, mà sống không thật cho nên chết mới khóc. Tại vì mình không có cái giờ phút nào để đối xử thật, để đối xử bằng cái tấm lòng hết. Do đó mà khi người ta ra đi, mình không còn cơ hội để mà mình đối xử chân thật nữa. Thành ra mình tiếc thương, mình khóc à, mình đau khổ, mình khóc. Chứ còn mình đã làm hết cái nhiệm vụ của mình rồi, mình làm hết cái tấm lòng của mình rồi, mà lỡ có chết, vì chết là luật vô thường, là sẵn sàng rồi, mình đã biết vậy rồi, thì mình đã làm xong rồi, đâu còn thương tiếc nữa. Phải vậy không? À, thành ra cái chỗ này là chúng ta thấy là rõ ràng là người ta giác ngộ được giáo lý Đức Phật, người ta biết cái cách sống. Người ta không có lừa dối nhau, không có gạt nhau. Để rồi sau này khi mà Diêm Vương đến, Tử Thần đến, người ta không ân hận. Hoặc giả là người ta ân hận với cái người đã ra đi, hoặc giả là người ta ân hận với bản thân của họ. Là gì? Họ đã quá xấu. Sống trong một cái kiếp sống, cuộc kiếp người quá xấu, mình làm những cái điều quá xấu. Bây giờ mình ân hận vì mình không còn cơ hội để mà chuộc tội.
không còn cơ hội để mình sửa đổi cái xấu của mình đối với cái người mà mình làm. Cũng cái chuyện này mà sư kể quý Phật tử nghe là sư có một cái người quen. Ông này ổng có một người vợ, mà người vợ đó là có nhiều khi đó cũng hơi làm khổ chồng, nặng nhẹ chồng. Người chồng buồn quá cái trốn nhà đi tu. Lúc mà ổng đi tu rồi, lúc đó bây giờ bà thật sự mới thấy là thiếu, mới thấy là cần. Ở lúc có mà ổng á thì bà thấy ổng là dư. Cho nên bà cứ nói ổng này kia kia nọ là dở, là bất tài, là vô dụng vân vân. Cho nên khi mà ổng buồn quá ổng ra đi, ổng quyết chí cái này phải đi tu nha. Thì lúc bây giờ là bà mới thấy là ổng có tài. Bởi vì có nhiều cái câu chuyện mà người ta đến với bà mà bà không giải quyết được, chỉ có ổng mới làm được. Thì lúc đó bà mới thấy ổng là người có tài, không phải là vô dụng mà rất là cần. Lúc bây giờ bà mới khóc, bà mới than thở với sư, bà nói ảnh đi tu thì con cũng đồng ý đó, nhưng mà có một điều con rất là hối hận. Bởi vì con muốn á, ổng phải ở lại một thời gian nữa để cho con có cái cơ hội mà con chuộc lại cái lỗi lầm của con. Thành ra bà năn nỉ cái câu này, cuối cùng rồi ổng quay lại. Tại vì bà hối hận là bà chưa có cơ hội để chuộc lại cái sai lầm của mình. Mà khi đã có cái cơ hội chuộc lại cái sai lầm rồi thì tiếp tục cái sai lầm khác nó sanh ra nữa. Cuối cùng rồi ổng bị thua cuộc. Tức là ổng về để cho bà có cơ hội bà chuộc lại lỗi lầm, nhưng mà không về cái bị cột lại 2-3 sợi dây chói lên chân rồi hết đường ra luôn. Vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta giác ngộ giáo lý của Đức Phật thì chúng ta biết một cái cách sống rất là tốt đẹp. Trên xã hội này không có người này đối xử tệ bạc với người kia, không có người này lừa dối người kia, không có người này xấu với người nọ. Đó là chúng ta đã thấy được vô thường, và chúng ta biết tận dụng được cái thời gian mà chúng ta đang sống đây. Thậm chí chúng ta biết tận dụng cái thời gian của kiếp người mà chúng ta đang có đây. Chúng ta phải tích lũy công đức, phải lo tu hành, chứ không phải rồi lo chơi thả trôi như là lục bình như vậy đó. Rồi ngày tháng qua, rồi vô thường đến bất ngờ, lúc bây giờ chúng ta trở tay không kịp. Trên Đức Phật Ngài nói á, như một người trí cầm cái bình sữa, họ biết cái bình này sắp bể, cho nên họ lấy sữa ra trước khi cái bình bể. Thì cái thân này giống như là cái bình, công đức giống như là sữa đựng trong bình. Nhờ vào thân này chúng ta làm rất nhiều công đức, rất nhiều việc thiện nghiệp, được rất nhiều cái lợi ích cho xã hội, cho chúng sinh, cho Phật Pháp. Nhưng mà chúng ta có thân này, có công đức như vậy mà chúng ta không lấy ra trước, tức là không thể hiện được những cái việc làm đó, thì ngày nào cái thân này nó già nua, thân này bệnh tật, thân này nó phải bị sanh tử. Thì tới lúc bây giờ chúng ta muốn làm một điều gì đó, ví dụ như bây giờ quý vị còn trẻ nè, thay vì á, chưa có gia đình đi tu là dễ nhất, nhưng mà cứ chần chờ với cái già đi tu hết nổi, ăn chay hết chịu, ăn chay không được rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta muốn đi tu là cái bình nó bể rồi, cái bình nó lủng, nó chảy nước rồi, công đức ra hết rồi, lấy gì đâu mà chúng ta làm ra được nữa, phải không? Thành ra quý vị phải giác ngộ được cuộc đời vô thường thì quý vị mới có thể thể hiện được rất nhiều cái lợi ích trong kiếp sống của mình, tận dụng được cái thời gian của mình. Thời gian của mình nó rất là ngắn, kiếp sống mình nói 100 năm chứ đâu có ai mà sống được 100 năm, mà mấy chục năm thì nó rất là ngắn ngủi, mà cái vô thường thì nó lại bất ngờ. Cho nên chúng ta không tận dụng thời gian, không tận dụng những giờ phút mà chúng ta đang có, để rồi ngày nào đó chúng ta sẽ ân hận, chúng ta sẽ không còn kịp nữa. Như vậy thì chúng ta giác ngộ giáo lý Đức Phật là chúng ta thật sự sẽ chấm dứt được đau khổ nếu chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật, phải không? Như vậy thì nghĩa lý ý thú quý vị đã nhận ra rồi, thì chỉ còn cái cuối cùng là thực hành là thú, để đến với cái mục đích cứu cánh của mình, tức là giải thoát sanh tử luân hồi. Thì đó là cái bài pháp mà hôm nay gửi đến quý Phật tử, và cũng mong rằng quý vị hiểu và có thực hành để thật sự đạt được lợi ích trong cái kiếp sống của nhân sinh. Và cái thời gian còn lại thì sư dành cho những câu hỏi quý Phật tử có thể
đưa ra để chúng ta cùng với nhau trao đổi tiếp. Quý Phật tử nào hỏi thì hỏi. Có câu hỏi nào không? Quý sư tử. Quý ông có câu hỏi. Làm lễ tạ sư. Có ai hỏi gì không? Quá rồi. Vậy xin mời tất cả Phật tử đứng lên ha. Đứng lên, đứng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con nhất tâm cung kính bái tạ Pháp Sư. Chúng con rất là hoan hỷ có phước báo thiện duyên được Sư từ bi thương xót chúng con chỉ dẫn con đường chánh đạo vô thường, nhân quả, vô ngã và khổ não để làm tư lương trên bước đường tu kiếp này qua kiếp khác cho đến đạo quả A-la-hán, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-Tát và Phật. Chúng con xin cảm tạ Sư từ Việt Nam đến Úc Châu hoằng dương chánh pháp cho chúng con được tăng trưởng Bồ Đề giác ngộ, thêm được phước lành và trí tuệ. Xin ghi nhớ lời pháp nhũ từ bi. Chúng con xin cảm tạ tri ân Pháp Sư. Chúng con thành tâm kính chúc Sư thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, chúng sanh dị độ, đắc hành đạo, quả A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Xin mời đại chúng thành tâm lễ tạ Tam Bảo và Pháp Sư cúng dường. Kính thưa đại chúng, thính pháp đã xong, công đức vô lượng. Xin mời đại chúng ở lại để dùng chai. Ban chai soạn Phật tử cúng dường, xin mời các Phật tử quan hỷ thưởng thức. Kính chúc các vị vạn sự như ý các tường, đồng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật. Mời tất cả đại chúng cùng hưởng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên. Pháp tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thảy đều hướng phước cam lộ đã
nhầm vun bồi phúc huệ gieo duyên miệt bàn.